tôi đang lòng vòng trong cái khung vườn của cái resort lan rừng. Ở đây gió biển thổi vào lồng lộng, rất là mát, con người rất là thảnh thơi, cảnh sắc rất đẹp. Tôi dùng cái phone tai của mình đi rảo một vòng để giới thiệu với bạn cảnh sắc ở cái resort Lan Rừng. Phía kia là biển. Đây là cái resort Lan Rừng. Ở đây người ta thiết trí rất đẹp. Bây giờ thì tôi lòng vòng đặt ý vào hình, nhìn hình cái chuyện đặt ảnh. Có rất nhiều những hình ảnh mô phỏng cuộc sống sinh động. Tôi sẽ ghi lại rất nhiều hình ảnh và kể lại trong story của mình. I want to become a storyteller. Today I go to Lan Rừng Resort. And I take a lot of pictures, talk about scene at here. Very, very beautiful. Tôi đang ở resort Lan Rừng Phước Hải. Và lòng vòng ở sân vườn, nơi người ta thiết trí cảnh sắc rất đẹp, tạo sự nghỉ ngơi thoải mái. Ở đây người ta mô phỏng ngồi đó đi, người ta mô phỏng những hình thái sinh hoạt của người xưa. Đây là Su Su Nguyễn Hội Tường Vinh đang làm gì đó. Yeah. Đây là Arep. Đức Minh. Đức Minh. What's your name? I am Aaron. You are Arep? Yeah. Đây là hai đứa cháu ngoại. Hôm nay lúc này biển lồng lộng, sóng bắt đầu cuồn cuộn cuốn vào. Bạn thấy sóng lớn, do đó người ta cắm cờ đen. Ở đây bạn có thể relax
thảnh thơi, nghỉ ngơi. Đây là cây bàn với tàn lá xòe rộng che mát được một góc sân. Cảnh biển, đây là biển Pacific Ocean, một biển nước nóng. Rất đẹp, nước biển đập vào những hòn đá tung tóe nước trắng xóa, những cây dừa phất phơ lá theo những ngọn gió thổi vào từ biển Pacific Ocean. Biển Pacific là một biển nóng, tắm được nhìn biển Pacific mà tôi lại nhớ đến biển Atlantic ở Quincy. Biển Atlantic nước lạnh, còn biển Pacific thì nước ấm. Đứng ở đây bạn nghe sóng gào cuồn cuộn đập vào bờ. Nhìn đến tận cùng của đường chân trời, ta thử hỏi ở đó có gì? Ở đó có gì bạn? Bây giờ thì tôi đi trở lên. Tôi là người thích kể chuyện, thích tìm hình để kể chuyện. Những câu chuyện rất vui. Bây giờ thì tôi phải đi ăn và tôi sẽ trở lại tiếp tục câu chuyện của mình. Bây giờ thì đi ăn. Đây là Hotel Ocean World. Đối diện có nhà ăn Thanh Phong, quán ăn hải sản bán các loại hải sản tươi sống, ghẹ, ốc, tôm, cua, mực, cá, nghêu sò, hào. Quán ăn hải sản Thanh Phong làm bán đèn LED. Này thì đi ăn. Đây là những món ăn phục vụ các món ăn hải sản bình dân. Đang ghé quán ăn. Đây là mấy món ăn được liệt kê. Quán ăn Thanh Phong
sinh phung. Mọi người đang ăn, bán giá hải sản. Đây là những hải sản còn có những thứ mà người ta có thể làm cho mình ăn liền. Mirinda rồi nè, đúng không? Một Pepsi nè ha. Bia. Một bia kem nè. Rồi một cái nữa. Cái nữa là soda thêm nữa. Mày để bên đó đi, mày ngồi đây nè, nó đỡ nắng. Xuân đông mai bây giờ thì ăn đây là cái mấy món ăn thay ớt thằng ấy thôi chứ tỏi canh chua lúc này là mọi người đang đi ăn buổi trưa. Sò đẹp với mỡ hầm không? Không có, sò đẹp. Cái gì? Nè, con thử ý kiến con đi. Không, không có ấy. Không má. Cái gì? Cái mà cái gì? Không có gì ấy. Cơm trắng nè, đi với canh chua, có là muốn tạo với bánh tàn. Đây là cơm bún tàn. Đồ ăn phải nóng.
tôm. Ngó sen này. Này bạc hà với tomato. Hải sản ít mỡ. Rồi nữa. Không đúng ý rồi. Nó không phải chua chua mà ở gì. Nó giống như một cái món xào. Con nấm ta thôi đủ không? Con này người ta để dồi người ta chích xuống dưới đất á, chích xuống cát cái nó lú lên nè, màu lắm. Để dồi á. Ở đây quả đất cho nó. Con mua lấy cái này con khai nước đường uống. Cái gì? Đang
đi trên bãi biển của cái resort làng rừng. Hôm nay sóng lớn, sóng bắt đầu đập vào các cái mỏm đá tung tóe những cái bọt nước trắng. Đây là cảnh resort lan rừng ở Phước Hải. Cảnh sắc ở đây được chiến trì rất đẹp. Nước biển đập vào tạo ra các cái lộn, ở đó là những cái lưới cá người ta dùng để kéo cá. Cuộc sống của dân vùng biển quanh năm nghe tiếng sóng rì rào, trong ngũ âm thì có hải dương âm. Hải dương âm, phạm âm, thế gian âm, quán thế âm, diệu âm, thì trong đó hải dương âm là chỉ cái âm thanh của tiếng sóng rì rào cứ điều điều lặp đi lặp lại từ đại dương đập vào. Nó khiến cho người ta như khắc ghi, như thuộc lòng cái âm thanh đó, dần dần đi vào cái tâm tưởng của con người, nó trở thành tiếng rì rào của đại dương. Sau khi ăn xong về, tôi thả bộ trên bãi cát nóng và thực hiện đoạn ghi hình này. Phía bên kia thì ta thấy có rau muống biển. Rau muống biển mọc phủ lan trên bãi cát, nó cho bông màu tím. Đã lâu lắm rồi thì tôi mới nhìn thấy lại những bãi rau muống biển trên các cái bờ cát. Bên kia là đồi dương, rừng dương. Ở đây nhìn cây dương mà nhớ những rừng thông ở bên Quincy. Bạn nhìn thấy đại dương, thấy sóng nước đập vào các bãi đá. Ở đây người ta có một dòng rào dùng để tránh xâm thực, tránh cái tác dụng của biển xâm thực vào cái khu resort. Bây giờ thì tôi đi về phòng và kết nối những đoạn video mà tôi đã ghi được để tạo ra thành câu chuyện. Câu chuyện những ngày về
chơi ở quê nhà nhân dịp Tết Kỷ Hợi, Tết năm heo. Người ta nói năm heo là năm enjoy, chơi đùa no đủ, đúng chăng? Chào bạn.